Hello cả nhà, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, gặp gì may mắn cát tường như ý nha. Công việc lúc nào cũng hanh thông nha cả nhà. Trời ơi, cái Bích Chăm kể vụ mà coi bói đó cả nhà, kể vụ mà em dê đi xem bói để coi mà lấy được nhà của cậu không á. Thì kể tường tận hết, là kêu thầy là giúp đỡ, và long long vịt long gà cũng kêu thầy giúp đỡ này kia. Thì hôm nay dê lên, dê bắt đầu lên thách thức luôn, thách thức Bích Chăm là kể sự thật hết. Thì kể thật hết rồi còn nữa đâu, kể hết trơn rồi còn nữa đâu kể. Bích Chăm đã kể hết toàn bộ sự thật rồi. Nếu mà không có sự thật là mẹ con cô Sáu nhảy dựng dựng rồi đó. Dê lên kêu Bích Chăm á, kể ra coi ai đi coi ai lên đồng. Thì mà ai đi coi anh đồng mà tự mình biết, mình hỏi người ta chi nữa. Đã Bích Chăm kể ra hết rồi, Út tin Bích Chăm, Bích Chăm không bao giờ nói dối. Đã những lời kể người ta nói dối á, cả nhà để ý dễ biết lắm. Nó giáp 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 giáp. Còn người kể mà liên lạc là không bao giờ nói dối. Đã Út tin Bích Chăm cả nhà. Bích Chăm kể là Long Dịch cũng kêu coi thầy coi con lấy nhà được không, ngộ ơi, ăn nhờ ở đậu nhà nhà ba mẹ vợ đã thấy kỳ rồi, ăn nhờ ở đậu nhà cậu vợ vậy mà muốn chiếm tài sản của ta. Công nhận Long Dịch hay ha. Đúng là cháu dễ có lý à, cháu dễ điên điển đu đủ gì đã vào chiếm nhà ta, vào đi coi bói. Bữa nay dè lên tuyên bố là thách thức Bích Chăm kể tiếp. Trời, khỏi thách khỏi thách, trước sau gì Bích Chăm cũng kể hết chuyện đó, thâm cung bí sử trước sau cũng lòi gì hết. Còn cái chuyện coi bói là chuyện của mẹ con cô Sáu. Mẹ con cô Sáu là thích thích dựa vào tâm linh học để mà sống, không thích dựa vào năng lực, không thích đi làm, chỉ thích dựa vào tâm linh học. Chứ mà thấy nhà ai mà có tiền là nhờ tâm linh học lấy giùm. Nếu mà cuộc đời mà sống mà có nhờ tâm linh học không thì khỏi ai đi mần, không ai đi mần gì hết. Ở nhà cứ canh canh ai vào vào cái nhờ ông thầy ông làm lấy cái nhà xong vậy. Con gì bắt đó đó không, cái nhà giờ thách cái gì đó, thách kể chơi rồi. Trời ơi, thầy coi giùm con coi, thầy coi giùm con tự kia sao tự kia đang ở nhà con lạnh đuổi ra ngoài. Trời ơi, tôi ngồi khóc mà ông bắp nhìn ông nội ơi, đuổi con ra ngoài, thầy giúp đỡ ông con lấy nhà. Ông thầy nói trời ơi, nhà của người ta, ông nội tao lấy không nổi nữa, tự nhiên nhà người ta tụi bay kia tao lấy giùm, lấy đường nào hả? Nhà cha mẹ của ta cũng là phải nhà cha mẹ của mình, tài sản của cha mẹ ta nó phải tài sản của mình, kêu lấy đường nào, lấy đường nào giờ đã. Thầy kêu thầy lấy giùm con đi, con bao nhiêu tiền cũng trả thầy, bao nhiêu tiền thầy trả. Giờ lên thách thức Linh Tý Bích Chăm, Linh Tý Bích Chăm nha, chứ không phải là chứ không phải Hồng Loan đâu, mà thách thức nha em em Linh Tý Bích Chăm nha. Rồi nói về bé Bum đi, bé Bum 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 đi. Nói về bé Bùm Bùm, bé Bùm Bùm là mạnh mẽ nhất trong cái nhà họ Võ đó. Bởi vì cậu, tại sao cậu không gửi Hồng Loan cho ai mà gửi cho Bùm Bùm với Mỹ, là cậu đã nhìn ra Bùm Bùm rất là mạnh mẽ, rất là đàng hoàng, rất là tử tế nên cậu mới gửi, đúng không nha. Thì chị Bông chỉ có nhã ý tặng cho Bùm Bùm là 50 triệu để mà đi sanh nở. Lúc mà chị Bông đến cái drama đó, chị Bông đến, chị Bông cũng nói chung là cũng kiếm lợi, cũng kiếm khán giả, chứ cũng không phải tử tế gì. Rồi tự động chị Bông đến, và giờ chị Bông nói là ta kêu chị Bông đến đó. Rồi tự động chị Bông cho tiền đi đẻ. Nếu mà chị Bông không cho tiền Bùm Bùm đi sanh con á, thì Ni và Hồng Loan cũng đâu để cho Bùm Bùm thiếu, và bên chồng của Bùm Bùm đi chi đã. Bây giờ chị Bông á thì không đòi, nhưng mà chị Bông mượn 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 con heo đòi, mượn heo đòi đã, mượn con heo đòi, giống như cái chuyện cái bàn thờ. Anh Bóng là không đòi nhưng mà kêu chị Bông đòi đấy. Cái nó dạng như kêu cho ông đòi đã, giờ cái la làng lên nói có đòi đâu, tự nó trả chứ tôi có đòi đâu này kia, cái vu oan giá họa ta còn ta. Và bây giờ tiếp tục nữa, chị Bông không đòi mà chị Bông kêu thú cưng của mình đòi, là heo heo đòi kêu là trả, là chị Bông hứa là nếu mà heo đòi được 50 triệu của Bùm Bùm á là chị Bông sẽ cho heo hết. Nên heo, tôi nói heo tích cực lắm, heo nó cũng tranh thủ lắm, đòi giáo riết luôn. Giờ Bùm Bùm trả lời sao? Bùm Bùm nói ai cho thì người đó đòi, ai cho thì người đó đòi. Thì Bùm Bùm trả liền ngay lập tức. Với kinh tế Bùm Bùm là trả một cái một, tại vì bán hàng online cỡ đó là biết ngon cái nào cả nhà. Còn chủ nhân chưa lên tiếng thì thú cưng không được quyền lên tiếng.
gọi là hổn đó, có nghĩa là bùm bùm nói heo chính là thú cưng của chị Bông. Ừ, chị Bông tại sao không lên tiếng mà để thú cưng mình lên tiếng đó, vậy là hổn. Bữa hổm ve đi họp báo cũng vậy, cũng dẫn thú cưng theo đó. Rồi bữa nay chị Bông cũng nhờ thú cưng đòi đòi tiền, trời thánh thần ơi, bùm bùm chứ không phải như Hồng Loan đâu mà đòi cái là chả không có đâu. Ý là chị Bông kêu đòi nhiêu, đòi được nhiêu ăn nhiêu đúng không, cho heo đúng không, trời ơi hèn chị tích cực quá. Ừ, lúc này đâu thèm là YouTube vô vô gì, lúc này đâu thèm nhìn YouTube vô cái nha, đâu thèm nhìn YouTube ơi, chỉ cần đi vòng 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 làm bầu xô, tự nhiên đang bán hàng bán ế, đang bán ba cái cơm ế, tự nhiên cái một bước cái lên bầu xô luôn. Thánh thần thiên đụng ơi, trời ơi cái gì. À, chị bông nói bánh tét, chị Bông chửi bánh tét, kêu bánh tét là ăn nói hổn, ăn nói tục tiểu trên mạng xã hội. Chị Bông trước khi chị nói bánh tét vậy, chị dòm chị coi. Ừ, chị nói sao, chị nói những gì trên mạng xã hội, những cái video chị còn văng vẳng trên mạng xã hội kìa, người ta chia sẻ ầm ầm đùng đùng kìa, cái đâu mà xa mà chị lên dạy dỗ bánh tét, nói là ăn nói tục tiểu, ăn nói không có văn quá, không để lợi cho con, để đức cho con. Ừ, mình để đức dữ quá, mình để đức dữ quá, mình để tiếng thơm dữ quá cho con mình dữ quá, nên mình dạy bánh tét. Trời ơi, thà bánh tét nó vậy, thà bánh tét nó vậy đó không sao, còn mình mang tiếng là chị Bông mà mình lên mình nói những cái chuyện trời ơi bảo tồn động vật chị ô tùm lum tùm la, giờ con mình nó như thế nào hả, giờ mình bản thân mình có để đức cho con chưa. Khánh thằng ơi, Khánh thằng ơi, vậy mà lên dạy bánh tét như là đúng rồi luôn có nhà. Rồi nói về cái ve mướn người đăng báo có nhà, mướn người đăng báo là tất cả các nghệ sĩ ao à, ủng hộ mẹ con cô Sáu giành nhà. Ai ủng hộ? Mẹ ủng hộ hả? Em ủng hộ hả? Em ủng hộ không? Bác ủng hộ hả? Ai ủng hộ? Không có ai ủng hộ. Không có ai ủng hộ mà đăng báo là ồ ạ, ủng hộ. Ai vậy? Ai ủng hộ vậy? Thánh thần là ai không? Heo nè, Thánh tử nè, Bộ Ba nè, Miệt Cai nè, đó. Mấy người đó ủng hộ chứ ai ủng hộ? Đăng lên, nói là ủng hộ cái nha. À, sau đây có một người này viết một bài viết khá là hay cả nha. Căn cứ theo hiến pháp năm 1992, ông đọc ngắn lần số 5, đã bổ sung quy định rõ không được phân biệt con ruột hoặc con nuôi. Vậy mắc gì mà đem Hồng Loan ra nói con nuôi ngày đám tang để làm gì? Đã, để làm gì? Để mã quá cho cái chuyện giành nhà tiếp theo, để mã quá cho cái chuyện chiếm nhà tiếp theo. À, tại đã tan ra báo dối mắc mới gì không lo phụ để mà tiếp khách, mà lo kêu công bố cả xã hội lỡ nói đó là con nuôi để làm gì hả? Về lực tình lý, Hồng Loan là đứa con hợp pháp của cố nghệ sĩ sẽ được pháp lực bảo vệ, ve không có cửa để tranh giành, ve chỉ có một cách cánh cửa là T30 tranh giành thôi. Thế nên lòng ve có buồn thì cũng kệ mẹ con cô Sáu, chứ biết sao bây giờ. Chỉ có đời ve hay là những người có lòng tham thì mới đổi trắng thay đen thôi. Đó, bài viết này khá là hay cái nha. Chỉ có những cái lòng tham mới đổi trắng thay đen thôi, chứ thật chất người ta bên ve thật chất đã biết Hồng Loan là con hợp pháp của cậu, nhưng mà vì thấy Hồng Loan khờ hiền, đặc biệt là không có kinh tế để theo đuổi pháp lý, đặc biệt không có fan, đất đời là không có lanh lợ, gặp chồng cũng hiền, vợ chồng hai chồng hiền cái giáo đó, thì nhà vô giành đại giành càng, đưa cái di chúc giả ra thế nào cũng con mớm nó cũng chịu. Xém chút mà Hồng Loan nó kêu ở đó đi sao nãy kia, là ở đó đi là Hồng Loan sao bán hàng được, ở đó đi là Hồng Loan nó phải chịu thiệt chính trong ngôi nhà của cha của mình, đúng không cả nhà? Đó, vì thế mà nhờ lòng tham của mẹ con cô Sáu mà bây giờ Hồng Loan được toàn quyền quyết định căn nhà của mình, toàn quyền quyết định căn nhà của mình, và phong thủy sẽ trở lại chứ mẹ con cô Sáu trong nhà cứ ra vô mặt lớn mặt nhỏ cứ nạnh nhau làm sao mà vợ chồng Hồng Loan với con Hồng Loan sống yên ổn với mẹ con cô Sáu, khi mà coi lúc nào cũng toan tính mưu mô để mà này kia vào cái tâm linh học nữa, làm sao Hồng Loan sống nổi. Đó, nhờ cái lòng tham như vậy mà giúp Hồng Loan được toàn quyền quyết định căn nhà của mình luôn. À, trời ơi, tôi nói em nhiều cái kìa bắt cười cô Sáu. Bùm bùm nó đi ngang cái chỗ mà cô Sáu bán hủ tiếu bà Duyên đó. Thì cái đường của công cộng, người ta muốn đi đâu ta đi kệ ta, cái đi ngang cái cô Sáu thấy, cái cô Sáu chửi bùm bùm nói là đi dình cô Sáu, nó không có rảnh.
bấm bấm lúc này nó bận lắm, vừa bán đồ ăn vặt, vừa bán mỹ phẩm, vừa trông con, vừa bán hủ tiếu bò viên phụ nữa, nó cực lắm, nó không có rảnh như mẹ con cô Sáu là mà đi dình này dình này kia đó. Chẳng là giờ cô Sáu mua cái đường đó đi, giờ cô Sáu khỏi nhà nước bán cái đường, như cô Sáu mua bứt cái đường đó đi là không có được ai đi ngang cái đường đó, trừ cô Sáu với những người là cô Sáu cho phép thôi, cô Sáu mua đi là người ta không đi nữa. Còn đường á, cái làm ta cứ đi mắc mớ gì đó người ta dình hả. Vậy mỗi lần cô Sáu chạy qua nhà cậu Năm hoài đó, chạy qua nhà Hồng Loan hoài, vậy cô Sáu có đi dình hả, đi dình hả gì, đúng không cả nhà? Mình nói người ta đi dình, vậy là mỗi lần mình chạy qua vậy là mình đi dình đúng không, đi dình đúng không? Trời ơi, chửi con người ta, thấy con người ta bán đắt quá, rồi mình bán cái gì cũng bế, mình bán cái gì cũng xong, mình bán cái gì cũng không ai ủng hộ, mình bán cái gì người ta cũng chửi, mình bán cái gì người ta cũng dũa, mình làm cái gì cũng xong á, rồi mở MV em vét, rồi bây giờ tôi chuẩn bị làm show lên năn nỉ từng khán giả, không lúc mà chưa làm show thì chửi khán giả cái cha cái dồ, rồi lúc làm show lên năn nỉ người ta, năn nỉ người ta ủng hộ mình, có mắc cười không hả? Có cảm thấy mà mình nó lứa ăn ô về không à, có cảm thấy mà mắc cười không cô Sáu? Anh Sang vừa thông báo cả nhà, mọi chi phí nhạc đồ á, là cái live show của anh Sang lo hết, còn cái tiền mà bán vé được á, thì anh Sang sẽ để giúp đỡ người nghèo hết hoàn toàn. Anh Sang number one, anh Sang vợ chồng Linh Tý là number one luôn. Ni là không nói rồi, Ni là không kể tới nữa, Ni là quá trời quá đổi mà tốt rồi, mình không có nói tới nữa. Còn vợ chồng Linh Tý anh Sang là cái người mà cậu chọn ở lợ, cậu chọn ở lợ bên cạnh Hồng Loan. Tại Út trước khi Út ủng hộ ai, Út nhìn người đó dữ lắm, Út nhìn ngó người đó dữ lắm, người đó đàng hoàng tử tới ủng hộ chứ không phải ủng hộ bậy bạ đó. Út tin Ni tuyệt đối, từ lúc Ni xuất hiện là Út đã tin Ni tuyệt đối rồi, chứ không phải bây giờ mình nịnh Ni không có, Út tánh Út không có nịnh cả nhà. Hồi đó giờ cái nhà ai mà theo dõi kênh Út làm biết Út không có nịnh đó, cái gì ra cái đó, chứ không có là không có nịnh người này để tiền, nịnh người kia để tiền, ăn sống nó gió, ăn ngang nó ngược, ăn bậy nó bạ để mà kiếm tiền, không có. Tánh tôi là vậy đó, ai chịu kiểu thôi, tôi chơi vậy đó đó thôi nha. Út có một chuyện Út làm với ngắn ngắn thôi nha cả nhà.